Đau lòng bàn chân là dấu hiệu tiềm ẩn của nhiều vấn đề nguy hiểm khác nhau. Đó có thể là do những chấn thương hoặc do biến chứng của những căn bệnh khác. Lòng gan bàn chân là nơi phải chịu áp lực do toàn bộ cơ thể dồn xuống trong suốt cả cuộc đời mỗi người, nhất là khi chúng ta phải đi lại nhiều. Đau lòng bàn chân có thể gây nên những cơn đau ở bất kỳ vị trí nào ở lòng bàn chân tùy theo tình trạng bệnh gây ra. Cân gan chân là một sợi dây chằng rộng và dày. Nó chạy dọc theo lòng bàn chân bị viêm khi chịu tổn thương hoặc do hoạt động quá mức, sẽ gây đau nhức gót chân. Đau ụ ngón chân tại những vùng đệm thịt ở trong lòng bàn chân, đây là nơi chịu áp lực cao nhất mỗi khi chúng ta đứng cũng như di chuyển. Gãy xương cơ học trên gãy xương stress có thể là kết quả của những sự chấn thương trực tiếp cũng như gián tiếp. Gãy xương sẽ gây ra một cơn đau nhói đột ngột ở trên bàn chân hoặc đau âm ỉ và nặng dần theo thời gian. Hội chứng ống cổ chân, thần kinh chảy được phân phối xuống bàn chân sẽ thông qua một đường hầm hẹp được tạo bởi các dây chằng và xương ở mỗi bên. Dây thần kinh này nếu như bị chèn ép cùng kích thích sẽ tạo ra một cảm giác ngứa gian tại gan bàn chân. Lòng bàn chân nổi mụn cóc gây ra bởi virus HPV, Human Papilloma Virus, với dấu hiệu là những mảng da bị gồ lên dạng nốt gây đau đớn, nhất là khi đi bộ. Bệnh béo phì, cũng giống như khi bạn đi giày cao gót, béo phì cũng là một trong những lý do chính khiến bạn gặp phải tình trạng lòng bàn chân bị đau. Triệu chứng bệnh bong gân và căng cơ, đây là những chấn thương khá phổ biến gây tác động xấu đến cơ và dây chằng. Bệnh gút là tên của một loại viêm khớp do axit uric tích tụ trong cơ. Bệnh tiểu đường gây biến chứng thần kinh, bàn chân của bạn sẽ bị suy giảm cảm giác như đau, nóng hay lạnh. Bệnh đau thần kinh tọa khởi nguồn từ căn bệnh thoát vị đĩa đệm khiến những cơn đau xuất hiện ở vùng cột sống thắt lưng, sau đó dây thần kinh tọa bị chèn ép và lan xuống từ 1 đến 2 chân. Bệnh viêm khớp dạng thấp, ở những người trong độ tuổi trung niên, chứng đau lòng bàn chân sẽ dễ gặp phải. Cách chữa đau nhức bàn chân bằng việc áp dụng những việc đơn giản từ lối sống hàng ngày. Hãy cho đôi chân được nghỉ ngơi khi có thời gian, đặc biệt là sau mỗi hoạt động quá sức, tập thể dục nhẹ nhàng, ít gây áp lực cho chân sẽ giúp điều trị tốt chứng đau nhức này. Đau ở lòng bàn chân chắc hẳn là tình trạng rất thường xảy ra khi cuộc sống hàng ngày chúng ta đều phải vận động, đi lại, chạy nhảy. Lúc này, áp lực lên đôi chân là vô cùng lớn. Chính vì thế, chúng ta cần chuẩn bị một sức khỏe tốt để hạn chế việc mắc phải những chứng bệnh từ chứng đau lòng bàn chân gây ra. Hãy luôn đảm bảo cho đôi chân được nghỉ ngơi mỗi khi chúng cảm thấy mỏi mệt. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về sức khỏe cộng đồng.